khó để tưởng tượng cảm giác của một đứa trẻ lớn lên mà không có được ở gần người thân của mình. Có những cái thời điểm mà mẹ của mình phải đi công việc ở xa chỉ có mấy ngày thôi và gửi mình cho nhà hàng xóm, thì đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ và có thể nói là hơi ám ảnh những cái cảm giác trông ngóng mẹ về, hay là không biết bao giờ thì mới nhìn thấy người mẹ của mình. Mình nghĩ là vì mình có một cái tuổi thơ khá là hạnh phúc, phần lớn là nhờ cái sự chăm sóc của cha mẹ và những cái điều kiện mà cha mẹ đã dành cho mình. Nó không phải là điều kiện về kinh tế, và cha mẹ mình cũng không phải đại gia như nhiều người đồn đâu. Cha mẹ mình cũng là những người kinh doanh rất là bình thường thôi. Đôi khi chúng ta sẽ nghĩ là trẻ con thì nó không biết gì và không cần phải quá để tâm đến các cái nhu cầu hay cảm xúc, nhưng mà thực sự thì không phải vậy. Mình tin là như vậy. Mặc dù đến giờ thì mình chưa có con, nhưng mà mình nghĩ là trẻ con nó rất là ngây thơ trong sáng, trẻ con nó rất là đầy tình yêu thương và nó luôn tìm cái điều đó ở những người khác. Và một cái clip như này mình nghĩ là nó là một cái lời nhắc với tất cả những ai làm cha làm mẹ, để xem lại xem mình có dành đủ thời gian và tâm trí, mai share cái sự yêu thương cho những đứa con của mình hay chưa.